Hello, 500 anh em. Ở trước mặt mình đây là một cái setup gaming mà bất cứ một game thủ nào cũng muốn. Chúng ta có một cái setup với con i9 10900K này. Có một con 3090 này. Đang chạy là 3 màn hình 27 inch và tổng cộng đây là kích thước màn hình 72 inch với tần số quét 165Hz. Nhưng mà khi các bạn bỏ một đống tiền ra, các bạn để ba cái màn hình này nhìn nó rất là hoành tráng. Nhưng bị một cái đó chính là cái viền màn hình này. Khi mà các bạn nhìn nó rất là khó chịu. Và vì thế Asus cũng không hề làm game thủ chúng ta thất vọng khi mà họ cho ra một cái đó chính là ROG Visual Free Kit. Cái này đã được giới thiệu ở Computex năm 2018 và mình cũng đã thử nghiệm ở bên Đài Loan cái này rồi. Và đến gần đây thì mình mới được trên tay, và mức giá của hai cái thanh mà mình trên tay này giúp nối về màn hình của nó là 3,9 triệu đồng. Một con số cực kỳ đắt ỏ, tức là ngang khoảng tầm một con màn hình rồi. Và cái này để làm gì thì cũng như tên gọi của nó thôi, cái ROG Visual Free Kit này nó sẽ giúp các bạn xóa tan cái viền màn hình nằm giữa hai cái màn hình. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm. Và cái này thì về kích cấu cơ bản nó là một cái tấm nhựa và có vẻ như là cái thấu kính phóng đại ấy, phóng đại cái hình ảnh ra để cho nó nhìn nó liền mạch nhau hơn. Và lắp đặt thì khá là dễ dàng thôi, và mình sẽ lắp thử và chơi thử xem nó như thế nào. Đây là kính dạng nhựa, là nhựa dẻo nên là các bạn hoàn toàn có thể lắp được với những chiếc màn hình mà nó đây là cái bên tay trái. Asus họ cho chúng ta hai cái đánh dấu đâu là bên tay trái, đâu bên tay phải này. Cái mình đang cầm này ở bên màn hình bên tay trái. Về chất liệu nhìn nó bằng khá là bằng nhựa, và có vẻ với cái mức giá 3,8 triệu chúng ta bỏ tiền ra chủ yếu là do cái cho chất xám của Asus. Khi mà họ đã nghĩ được một cái sản phẩm để các bạn đốt tiền như thế này. Thực ra bây giờ những cái trải nghiệm màn hình rộng là có, nhưng mà mức giá nó không hề rẻ. Những chiếc màn hình đủ cao cấp và đủ đẹp thì giá nó khoảng tầm 40 triệu đồng cho một chiếc màn hình có tỷ độ mặt, tỷ lệ màn hình nó chỉ là 32, 31, 329 thôi. Còn bây giờ các bạn dùng ba con màn hình này, tỷ lệ phân giải các bạn đó là 48:9, một con số rất là dài và nhìn nó sẽ ôm người hơn, nhìn nó sẽ kiểu hoành tráng hơn rất là nhiều. Rồi, lắp đặt khá là dễ dàng. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm các bạn là chất lượng hình ảnh của cái Visual Free Kit này như thế nào. Sau khi gắn cái Visual Free này vào, mình có thể thấy hiện tại đó chính là gần như cái viền màn hình của cả ba các màn hình này nó gần như biến mất rồi. Nhưng mà Asus rất hay nhá, tức là nếu mà hiện mình thấy như kiểu là họ làm một cái thấu kính kiểu phóng đại ấy, thì các bạn sẽ bị, nếu mà các bạn làm một thấu kính thường phóng đại đây thì toàn bộ phần này sẽ bị lệch. Nhưng mà Asus họ có điều chỉnh cái về cái độ dày của tấm kính theo cái tùy chỗ khác nhau, nên là toàn bộ những cái đường, như ví dụ các bạn thấy cái biển số này, chúng ta hoàn toàn có một đường thẳng băng từ đây, từ đầu của biển số đến cuối cái biển này, nên là không hề có tình trạng như là bị lệch khung hình. Và những cái tán lá ở bên tay phải mình nó nhìn rất là thật, và nó cảm giác ấy nó không hề như là kiểu quá phải là quá khó chịu của chúng ta. Mặc dù cái trải nghiệm như thế này chúng ta vẫn không thể nào bằng những con màn hình 32:9 đỉnh cao và là một tấm nền và độ phân giải 5K, nhưng mà những cái trải nghiệm này với ba con màn hình này thì mình thấy nó khá là ổn và nhìn nó sướng, nó góc nhìn rất là rộng. Bây giờ đây là mình đang đi trong Cyberpunk 2077. Ở thiết lập Max Setting thì chúng ta toàn bộ những cái giao diện ấy đã làm là chưa được tối ưu hóa cho cái thiết lập ba màn hình hoặc là những màn hình siêu rộng như thế nào cho lắm. Khi mà toàn bộ bên các cái UI bị tràn dàn sang hai bên góc hoặc bên màn hình, nên là thực sự là để nhìn như kiểu mình rút súng ra thì nó sẽ khá là khó. Đây thì mình rút súng ra này, đạn hoàn toàn ở bên đây góc phải, và mình quan sát số lượng đạn chúng ta đang có thì nó hơi bị khó. Đây là mình đang dùng 10900K, 3090. Cyberpunk 2077 đang ở độ phân giải đó là 5760x1080, và tất cả thiết lập đang ở mức tối đa cao nhất. Và lượng khung hình mình đạt được đang là khoảng tầm 50fps. Rất nặng, đây là một game rất nặng, mình bật ray tracing các thứ bật hết lên, chúng ta 50fps. Rồi trước mắt là Cyberpunk 2077, một tựa game đỉnh cao xuất thuộc phần cứng của năm nay. Thì nó hoàn toàn tương thích với cái này.
NBA Slam chơi rất sướng. Và mình thử nghiệm thứ hai cũng là một tựa game RPG, và mình nghĩ với những cái trải nghiệm mà mình siêu rộng như này, những tựa game RPG nó sẽ là một cái đất diễn của nó, khi mà cho các bạn ngắm những cái khung cảnh một cách gọi là tuyệt đẹp. Đây, chúng ta sẽ để độ phân giải là 5700x1050 này, DTX 12, tất cả. Ok, chúng ta sẽ để một cái này rồi. Đây, chúng ta được hơn 100 FPS. Nói chung là thực sự để mà nói với cái độ phân giải như này mà các bạn trang bị những con màn hình 165Hz là hơi phí nếu mà để chơi các game offline, vì hoặc là các bạn phải giảm thiết lập cấu hình xuống. Còn hiện tại mình đang để là max setting của Tomb Raider và chúng ta đạt được khoảng tầm 74-75 FPS thôi, mặc dù tần số quét của ba con màn hình này của mình đang là 165Hz. Cảm giác khi mà mình đi này thì cảm giác xung quanh nó như kiểu đúng là mình đang tràn ngập vào một cái thế giới nó khác hẳn với việc các bạn chơi một màn hình. Các bạn dù có chơi một màn hình, các bạn chơi màn cong, nhưng mà độ phân giải vẫn chỉ là khoảng tầm 16:9, nó vẫn là một cái gì đấy, nó tức là nó chưa hòa nhập hẳn vào game lên 21:9 ý. Có cái điểm là mà mình hơi kiểu như để ý nhất đó chính là cái màn này, cái tấm bezel free này nhìn nó sẽ không đồng nhất màu với màn thôi, nhưng là mình kiểu gì mình nhìn ý thì nó vẫn sẽ là bị nó không thực sự là một cái trải nghiệm xuyên suốt giữa cả ba màn hình với nhau. Chứ nếu mà mình trang bị những con màn hình mà nó khủng bố như là con Samsung G9 Odyssey chẳng hạn, thì con đấy là một con màn hình 32:9, giá nó là 40 triệu và trải nghiệm của nó là cực kỳ xuyên suốt và mượt mà từ đầu bên trái đến đầu bên phải. Nhưng mà với cái giá nó đắt hơn ba màn đấy rất là nhiều, tại ba con màn này giá khoảng tầm là 7 triệu một màn, ba con màn là 21 triệu, cộng với cả 4 triệu cho bộ bezel free là 25 triệu, tức là rẻ hơn khoảng tầm 15 triệu so với Samsung G9 Odyssey. Và những cái trải nghiệm của chúng ta nó vẫn rất là hoành tráng và thoải mái. Cyberpunk 2077 và Shadow Tomb Raider thì chúng ta có một cái trải nghiệm nó khá là rõ ràng và thực sự là nó hay, nó rất là hay. Và góc nhìn nó được bao quát rộng bởi các vật thể xung quanh. Và đây là mình thử một cách mình nói rõ nhất này, để một cái Mighty Afterburner ở giữa này thì chúng ta sẽ bị một ít cái sự lệch cái chữ MSI này. Tôi bình thường các bạn nhìn chữ mem đây nhá, khoảng cách của nó đang như này, nhưng khi mình dịch vào trong này đấy, chữ mem càng ngày nó bị kéo dài ra. Đúng là bây giờ hiện tại là cái thấu kính bên trong này nó đang phóng đại, nên là cái chữ mem và chữ tem này nó sẽ bị kéo dài ra, về cái hiện tượng gọi là nó sẽ không chính xác cái kích thước của nó nữa. Và bây giờ mình thử nghiệm luôn với cả cái tựa game FIFA Online 4 với cái độ phân giải 5K này, thì là 6 gọi là 6K hay đúng hơn, chúng ta có trải nghiệm như thế nào ở trong game. Đây, ngay từ khi vào bên trong này chúng ta đã thấy đó là cái sân vận động. Hiện tại ngày trước các bạn chơi FIFA các bạn sẽ biết là cái sân vận động chỉ bé như này thôi, nhưng bây giờ mình hoàn toàn có thể thấy được cả hai khán đài xung quanh. Đây, hoàn toàn như mình đang thấy là cả hai gôn, thấy gôn mình bên tay trái thì hai thủ môn đang đứng ở hai bên. Và cái này mà các bạn đã chơi kiểu trong khe kiểu dài là thích lắm ấy này. Đây, hiện tại nếu mà đi dê bóng đến khoảng tầm nửa sân nhá, thì hiện mình có thấy là cả cái khu vực đường bên ngoài đường pitch của khán giả đang ngồi. Nhưng mà một đặc điểm mà khi mình chơi này mình thấy cảm giác bị phân tâm khá là nhiều, khi mình không hoàn toàn tập trung được vào khu vực giữa sân, mình không hoàn toàn tập trung được vào giữa, mà những cái mình đang bị phân tâm khá nhiều ra hai khu vực hai bên gôn. Đây, mình nhìn thấy là cả sân của cả gần như chúng ta thấy là tức cái côn đang một nửa đây. Toàn bộ bên tay phải là cả một cái sân nhìn khán giả. Tôi nhìn thấy khoảng gần đến tầng 3 của cái sân luôn. Và trước giờ mình chơi thì chưa bao giờ mình đến được thấy được khoảng tầm đến hết tầng 1, chứ đừng nói đến hết đến tầng 3. Rồi, xong thử với cả tựa game FIFA rồi. Chúng ta đến với tựa game khác. Tức là với cái trải nghiệm với cả những cái tựa game bóng đá thể thao như này thì đúng là màn càng to càng sướng. Nhưng mà rất nhiều bạn, các bạn bảo từ trước đến giờ ấy, đó chính là màn to không dành cho chơi game MOBA. Thì bây giờ mới thử với cả Dota xem nha. Dota là một tựa game mà khá là nhiều anh em chơi. Và trước giờ mình đã thử chơi Dota trên cái màn 21:9 thì thực sự là vẫn chơi được, nhưng mà cái về vấn đề thi chuột này và điều khiển sẽ hơi bị khó khăn. Và bây giờ mình thử với màn hình là độ rộng đến mức này xem là cái trải nghiệm chúng ta có khá khẩm hơn tí nào không, hay là nó vẫn sẽ rồi toàn bộ nhá. Các bạn nhìn toàn bộ UI của Dota không làm cho màn hình độ phân giải cái tỷ lệ màn hình này, khi mà toàn bộ phần bên tay trái bị dồn hết sang bên tay phải thì nó lại kéo giãn hết cho bên này, nên là nhìn nó sẽ hơi bị khó nhìn. Hiện tại này
cái điểm mà gây gọi như là gây kiểu khó chịu nhất ấy khi mà các bạn chơi Dota trên các màn hình siêu rộng này. Tức bình thường cái hướng thích của các bạn nhé, khi mà tướng các bạn đi sang khu vực bên này, các bạn sẽ có xu hướng là bạn kéo chuột sang để các bạn có thể đẩy cái màn hình sang để các bạn kéo màn hình. Nhưng mà trái ngược với việc các bạn chỉ cần di khoảng trống rất là ít để các bạn lên xuống màn hình nhá. Nhưng mà các bạn sẽ phải di một khoảng cực kỳ dài sang bên tay trái và tay phải để có thể kéo được màn hình. Nên điều đó vô tình là các bạn gọi là rất là đau cổ tay khi mà các bạn chơi Dota là các tựa game MOBA khác. Các bạn thấy là minimap đang ở hoàn toàn bên tay trái mình, nên là khi mình quay cổ sang bên tay trái, quay rất là xa mới có thể nhìn thấy được. Còn item thì ở bên tay phải và thao rất từ bên tay phải, nên mình muốn nhìn các thứ mình lại phải nhìn sang bên tay phải để mua tha, để mua đồ các thứ. Cái điểm duy nhất và điểm lợi duy nhất của các bạn ấy khi mà các bạn nhìn này, đó chính là khi các bạn ở khu vực mid nhá, các bạn chơi mid ý, thì các bạn nhìn rune rất là nhanh, nhìn rune rất là dễ. Hoàn toàn là đây, các bạn lịch tí lên xuống tí thấy rune, hai rune này. Nhưng mà có, nếu mà có quát đây là nhìn rune rất dễ. Còn lại thì mặc dù Dota cho chúng ta một cái tầm nhìn rất là rộng, ví dụ như trên top lane này nhá, chúng ta tầm nhìn rất rộng khi mà các bạn đánh farm creep ở khu vực này, các bạn nhìn thấy là đối phương đang lưu quái rừng chẳng hạn. Nhưng mà do cái tỷ lệ và do cái mặc định tính chất render của NVIDIA Surround ấy, là họ sẽ render rất là méo ở khu vực hai bên màn hình xung quanh, nên là về cái trực giác của các bạn ấy, các bạn sẽ thật sự, các bạn chơi các bạn sẽ không biết là chúng ta đang nhìn đi thế nào để ra được cái chỗ khu vực xung quanh ở hai bên. Cuối cùng nó thử một cái đó chính là game CS:GO, là một tựa game bắn súng. Với cái trải nghiệm của mình thì với game RPG và bóng đá, hai tựa game thực sự là rất là thật cho chúng ta trải nghiệm tốt nhất. Còn nếu mà với tựa game MOBA là không chơi rồi này, và là không thể chơi được. Và cũng lại một lần nữa là Vayne không làm game cho màn hình siêu rộng, khi mà toàn bộ bên tay trái bị dồn hết sang, bên tay phải mỗi mình là ông terrorist ở người đứng. Thật sự là mình nhìn bắt đầu mình thấy không chơi rồi. Các bạn nhìn khu vực tầng giữa màn hình này, nhưng mà thay vì cái việc mà họ render đấy, họ render toàn bộ cái chúng ta, thông tin chúng ta cần ở bên tay này, và chúng ta chỉ để những cái gọi là tăng trải nghiệm ở hai bên thôi, thì Vayne cũng giống như là rất nhiều các nhà phát hành khác, họ không chú tâm thực sự cho cái độ, cho cái màn hình siêu rộng kiểu này. Nên là cái màn hình minimap ở bên tay trái là phải quay mắt, máu và giáp bên tay trái, súng đạn ở bên tay phải. Nên là thực sự là để mà chơi được và chơi tốt với các màn hình này thì mình nghĩ là chỉ gọi là chơi trải nghiệm cho vui thôi. Thực sự ấy, để mà nói thì sau một khoảng thời gian trải nghiệm với cả ba màn hình, cái trải nghiệm mình nghĩ thì mình rất là sướng, tại vì chúng ta có ba màn hình này với cái độ phân giải, với cái kích thước là 72 inch, độ phân với cái tỷ lệ màn hình là 48:9, nên là góc nhìn rất là rộng, và thực sự để gọi là chúng ta hòa mình vào trong game ấy nó rất là dễ, rất là sướng. Đặc biệt này, với cả hai cái tấm đây, hai cái tấm gọi là để xóa phiền màn hình này của Asus này, thì nhiệm vụ của nó hoàn thành gọi là hoàn hảo. Tại vì mình nhìn thấy toàn bộ hình ảnh bên trong game nó không hề bị giảm chất lượng đến cái mức mà gọi là bị khó chịu, và tức là chúng ta bị giảm chất lượng một chút, và một chút tức là cái độ trong của cái này nó không bằng hai cái màn hình thôi, nhưng mà hoàn toàn chơi game nó không để ý nhiều đến cái đấy. Cái chính đó chính là về chất lượng cái này, thì nó làm bằng nhựa, mặc dù Asus làm bằng nhựa để họ có thể là uốn dẻo theo ý muốn ấy, nhưng bù lại đó chính là mình nghĩ là cái tấm này nếu các bạn không cẩn thận ấy thì rất là dễ xước khi mà động vật hoặc là những cái đồ sắc nhọn nó cào lên, rất là dễ xước bề mặt. Và thứ hai đó chính là về cái trải nghiệm, thì thực sự cái setup ba màn hình này nó không phù hợp cho tất cả mọi người, khi mà các bạn chỉ có những trải nghiệm tốt nhất ở trong các game, thứ nhất là các game RPG hay RPG, game như Witcher này, Shadow Tomb Raider hay là Cyberpunk 2077, hay là những cái tựa game, nói chung là game phiêu lưu, các bạn có những trải nghiệm hòa mình thực sự vào trong một cái thế giới game. Còn với các, hoặc là game bóng đá chẳng hạn, cái bóng đá các bạn có một cái tầm nhìn rất rộng nhưng các bạn đang hòa mình với trận đấu. Nhưng mà bù lại, khi mà các bạn chơi những game như MOBA hay là chơi những game FPS các bạn mang tính chất đối kháng cao như là CS:GO, thì cái việc mà có ba màn hình gần như là vô dụng, tại vì nó hoàn toàn không giúp các bạn chơi game tốt hơn, mà nó còn giúp các bạn chơi game kém đi và khó điều khiển nhân vật hơn. Và đây là một cái giải pháp nó gần như là vui vẻ và dùng thì ok, nhưng mà để mà nó thực sự nó vượt trội hơn hẳn thì mức đầu tư của nó khá là cao, nhưng nó vẫn rẻ hơn so với việc các bạn mà mua một con màn hình to rộng hẳn. Và các bạn nào nghĩ nào về con Asus Vizio Free Kit này thì cho mình biết trong phần comment nhé. Và đừng quên like, share và subscribe YouTube để nhận những cái bản
tin update mới nhất về các sản phẩm công nghệ và cũng thử nghiệm những cái đồ chơi vui vẻ, những cái mình đang có trên tay đây.